Chào các bạn, hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi xem nhà ở Mỹ họ xây ra làm sao ha. Cái khu này là khoảng 12 tỷ các bạn. Thì nó tính ra là khoảng 600 ngàn đô ha. Thì mình coi, mình quay coi họ xây ra làm sao. Đó, thì bây giờ mình quẹo xe vô này các bạn. Đó, thì cái này là thuộc cái công ty Grand Home ha. Có mấy cái nhà xây xong rồi và một mớ nhà thì chưa xây xong. Đó, thì cái nhà này là họ xây xong rồi nè các bạn. Đó, thì xây xong rồi thì nhìn trước nó đẹp ha. Cái này là cái nhà có hai garage nè, thấy không? Rồi còn kế bên mình vô mình coi cái căn này là nhà số 5612 ha. Đó, thì họ có cái cổng trước họ vô đây. Sao cái cây này thì nhìn lên trên, nhà này là nhà 2 tầng các bạn, nó cao. Thời hồi á mình xin dẫn các bạn đi coi đó. Cái căn này thì cũng giống như cái căn nãy thôi, nhưng mà họ đang xây, thì đang xây thì nó chưa có cỏ gì hết đó các bạn ơi, chưa có để cỏ. Đó, thì bên bên ngó qua đây thì còn mấy mấy miếng đất trống nè, nếu mà mình muốn thì mình kêu họ xây cho mình. Đó, công ty Grand Home mà thành phố này là thành phố Plano các bạn, Plano gần xóm mình ở. Thì cái thành phố này nó được cái trường học tốt lắm các bạn. Thì cái thùng này là để cho mấy người xây dựng họ đi restroom á. Đó, thì họ chưa xây xong thì nó lầy lội, xong khi xây xong thì họ họ bỏ cỏ vô. Giờ mình bước vô trong coi, mình coi họ ở trong nó xây ra sao ha. Thì cái này là cái chỗ để đậu, nên nó kêu là cái chỗ đậu xe đó các bạn. Này này là đậu được 2 chiếc, nó thì đồ đạc nó còn lôi thôi vậy nè. Có cái bồn này là họ chưa có đặt vô nè, bồn này là để cho để ở trong cái nhà tắm đó các bạn. Nó lôi thôi vậy đó, đồ xây dựng tùm lum tà la. Mấy đứa nó uống bia nó dục đó, mấy cổ điện cũng chưa xây xong. Bước vô thì bên này mình thấy một phòng đó, một phòng ha, kiến này đó, ổ điện cũng chưa xong. Phòng này thì nhỏ thôi, cho mấy đứa nhỏ nó ở. Thì cái phòng tắm này thì họ cũng đang chưa xây xong, nó đang xây đó. Ra đây, cái này là một cái phòng khách thôi, còn thấy không, nó cao ráo. Nói mình vô đây mình nhìn lên, thấy không, cũng chưa xây xong gì hết. Đó, giờ mình đi ra. Đó, vậy là mình thấy 2 phòng rồi ha. Một phòng nãy, một phòng đây nữa là 2 phòng. Mình đếm coi cái nhà này mấy phòng ha. Nó đây là họ để phòng mỗi mốt họ cắm điện vô các bạn. Cắm điện vô để họ để máy giặt máy sấy á. Đó, bước đây vô là cái ngay cái này là họ để là nhà bếp nè các bạn. Với lại phòng ăn họ sẽ để đây, để các bạn ăn ở đây. Bước ra sau thì họ sẽ làm cái khu vườn, cái bát giò đó các bạn. Bây giờ coi cái cầu thang nhìn thấy cũng dễ sợ ha, chưa xây xong thì nhìn thấy cũng dễ sợ. Để mình bước lên trên trên lầu coi làm sao, thấy không, chưa xây xong. Đây là trên lầu mà xây xong họ bỏ lại đồ vô hết là nó đẹp lắm á bạn. Cái nhà này thì nó mắc tiền là với do cái khu ở này á, là nó cũng là trường học tốt nè, gần chợ
với trường học rồi nhà thương đồ, đi đâu nó cũng gần, thành phố dân cư dân có tiền nên cũng yên tĩnh gọn gàng, không có tội phạm được các bạn. Mà học sinh học ở trong cái khu nhà ở này nè là nó được học giỏi. Nó thì giờ mình đi ra cái căn ở trước mặt Thanh á thì cũng là đang xây, không mấy căn xây rồi, cái căn chưa xây đó, thì mình lái xe xuống đi vòng vòng coi nó ra làm sao. Có mấy miếng đất á mình muốn xây thì mình kêu mình trả tiền cho họ xây, có căn ngay dưới này họ cũng đang xây. Xuống dưới đây thì mình thấy họ xây chung cái khu mắc tiền, vậy xây chung với cái khu nó cũng hơi bình dân chút đó các bạn. Nó kêu là condo, nó không phải condo mà nó kêu thao home, mấy cái nhà nó dính với nhau tiết kiệm đất mà nó nằm dưới mặt đường nữa. Còn cái nhà thờ trước trước mặt mình là thấy cái nhà thờ thì là lớn không? Nhà thờ này là của mấy người đạo Hindu á các bạn, to dữ sợ luôn. Hindu này là dân Ấn Độ, họ họ đi nè, mà dân Ấn Độ ở đây là đa số là dân chịu khó đó,